Trên đời này tôi không thấy ai xuống như Tống Thanh Thư đi chơi mà vợ đỡ đi chơi luôn rồi. Giang hồ ẩn sĩ hả? Ẩn sĩ ẩn tượng luôn. Ẩn sĩ mà dẫn tượng. Dẫn tượng. Hãy
Để đây. Một. Muốn chết hả? Đâu muốn chết không sao? Vợ hả? Con vợ mới rộng hả? Thank you.
đá này chị. Dạ. Yeah. Hay quán nào vậy? Ở bên chỗ mấy quán hả? Mấy quán hả? Gần gần đó. Đang muốn cờ ở đây nữa không? À. Nào quán gặp anh cũng đủ một đây. Để đây Vũ. Để đây, để em gỡ nó chơi đi. Tập trung chơi đi. Quán. Quán này là ngày thứ bảy miễn phí mà. Tại sao ông Vũ lạ chứ khách quen đây là miễn phí. Miễn phí sao tính tiền. Anh trả tiền. Tiền ghê vậy. Anh trả tiền chưa Tâm? Tâm, anh tính tiền chưa? Gì trả tiền lại đây chứ. Chắc uống rồi hả? Uống rồi. Em cũng làm hết đầy. Còn đây làm tiền.
Mấy nữa, thi đấu rồi. Đừng có giành mấy rồi, tao mấy càng quay quay lên thôi. Ba không? Ba. Bị bút chạm giống như mấy tướng đó. Tướng như tướng. Thank you.
Tâm tâm lấy mình cho nó xuống đã rồi chụp. Thank you.
Đâu?
Anh mình đi đó. Không thấy thư giãn cái nào chứ. Nó nặng mèo quá hả? Này là tập thể dục là cái não á. Tập tay luôn, mà tập con tay á. Thể dục là não á. Bán cái gà quên. Thử tay gà. Bộ mày tới gà.
chiếu rồi đi về. Đó. Thank you.
hết. Bây giờ Quân ơi, Quân nhỏ nhỏ dùm cái Quân ơi. Tiêu. Thu giùm nội. Cái này không thu hả? Chiếu này nó lẹ đi đâu? Chiếu sĩ á. Để tôi ok. Chiếu. Dạ Quân Quýnh à. Không biết chơi cờ nhưng mà vô dành Quân ra chơi vậy. Coi coi cũng được.
Rồi, mấy bài đó lại ba đều không? Nãy giờ ba đều. Miếng thời gian. Ai nữa? Bóc lên. Lên tay. Lấy tay này cũng có hay đâu nha. Cà chớp đâu có ấy đâu. Người chỉ đứng giúp đời.
Dạ cho bài không? Dạ. Bài hết dán này đi. Dạ cho bài. Thank you.
Đậu hết về trước.